Những ngày gần đây tại Nam Bộ xuất hiện những cơn mưa vào buổi chiều. Không biết là trong những ngày tới thì thời tiết sẽ diễn biến như thế nào vậy chị Hằng My? Dạ vâng, chào ngày mới chị Phương Liên và quý vị khán giả. Sang hôm nay thì người dân Nam Bộ vẫn cần phải đề phòng với những cơn mưa kèm dông về chiều tối đấy ạ. Dự báo mưa tập trung ở miền Đông và ven biển miền Tây. Mưa lượng vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 20 đến 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh gây nguy hiểm. Mưa to cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dông lốc mạnh có thể làm gãy đổ cột điện, sét đánh gây cháy nổ, mất an toàn lưới điện. Vì vậy, những hộ dân ở gần khu vực hành lang lưới điện quốc gia nên chằng buộc các biển hiệu, tấm bạt, mái tôn, sắp xếp buộc lại gọn gàng các vật dụng có thể dễ bị thổi bay vào đường dây truyền tải điện. Đó là về chiều tối, còn từ sáng tới trưa, nắng vẫn lên đều ở cả miền Đông Nam Bộ lẫn miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở tại Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác dao động trong khoảng là từ 32 đến là 34 độ, cảm giác hơi nóng vào buổi trưa. Với thành phố đảo Phú Quốc hôm nay thì nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 32 độ, gió biển thổi đều cấp 2, cấp 3. Không gian thoáng mát và chiều tối thì có mưa dông xuất hiện. Quý vị lưu ý là lốc sét, gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang thì chủ đạo là mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km, gió không quá cấp 4.